Trong lúc đó, đội ba đang vất vả đi bộ tìm kiếm quán ăn ngon. Vào lúc này thì tất cả các đội đều như vậy. Đây là thời khắc quan trọng quyết định ai là người tìm ra được thông tin thú vị hơn. Cuối cùng, họ đã đến quán ăn ngon vất vả tìm nãy giờ. Chúng tôi đã đi tìm được quán ăn ở trung vệ mà cả nhóm có thể ăn đơn giản được. Bây giờ chúng tôi sẽ vào đây. Vào thôi nào. Đây là quán mì nổi tiếng. Kia là món mà chúng ta đã thấy phải không? Trông ngon nhỉ? Người ta bảo ngon đấy, ăn thử đi. Cứ vào thử đi. Ăn nhiều vào, ngon lắm. Ăn món gì bây giờ? Trông dễ thương nhỉ? Ăn món này với món này nhé. Món này người kia vừa ăn khi nãy hả? Món này ngon lắm hả? Gọi món này đi. Đây món này. Chụp cả menu đi. Họ cẩn thận lựa chọn các món ăn và cũng tò mò về vị của chúng nữa. Đến rồi. Ôi cái này. Trông dưa chuột khác với của Hàn Quốc nhỉ? Chúng ta còn 30 phút. Ok, tôi sẽ ăn thật ngon. Rimsick cố lên, các bạn đã vất vả rồi. Ngon nhỉ? Ngon quá. Ngon đấy. Ăn đi này. Trông nó nở to nhỉ? Vừa vặn thật nhỉ? Cay không? Cay lắm. Cay à? Cay đấy. Vị hơi mặn và có vẻ có cả một vị, một số gia vị khác nữa. Ăn vào mùa đông thì tuyệt. Món bánh tráng cuốn thập cẩm dai dai và mì cay này rất vừa miệng các thành viên. Họ đã công nhận đây là một món ăn ngon. Món này ngon thật. Mình thích món bánh tráng cuốn thập cẩm này. Mình cũng thế. Giống món múc của nước mình. Ừ, giống món múc. Thật sự rất ngon. Tôi chưa ăn múc bao giờ, nhưng nó khác với món mà tôi đã ăn trong khách sạn nên tôi nghĩ mọi người nên thử. Tôi tò mò về chợ đêm ở đây, tôi muốn trốn đi một mình. Đi giấu giếm hả? Người ở đây ăn rất nhiều món ăn dầu mỡ và thịt nữa. Nhưng lý do người ta không béo là vì ăn cùng nhiều hành tây. Ăn nhiều hành tây sống thì sẽ không bị hấp thu nhiều mỡ đâu. Dạ thế. Đội ba đã công nhận đây là quán mì ngon. Họ còn chụp lại ảnh lưu niệm với chủ tiệm nữa. Cùng đi tìm quán ăn ngon khác thôi. Vì đã tìm được quán ăn vừa ý rồi nên trước hết có thể yên tâm. Giờ là lúc ăn món tráng miệng sau khi ăn đồ cay. Họ đã tìm hiểu trước và giờ sẽ đi mua hoa quả. Quả dưa hấu ruột đỏ trông thật hấp dẫn. Vừa nhìn đã khiến chúng ta ứa nước miếng rồi. Người ta nói dưa hấu trung vệ rất ngon. Vì thế chúng tôi đang mua dưa hấu trung vệ. Mua một quả tính theo tiền Hàn là khoảng 2.000 won đúng không? Người ta nói dưa hấu trung vệ rất ngon, vì thế chúng tôi đang mua dưa hấu trung vệ, rẻ thật đấy. Tôi sẽ ăn thật ngon, cảm ơn ạ. Họ vui vẻ đi chơi trên đường. Giờ mọi người có 20 phút sắp xếp chuẩn bị. Và đến 5 giờ chúng ta sẽ bắt đầu phát biểu. Các đội dành thời gian chuẩn bị đi nhé. Bây giờ là thời gian phát biểu về nhiệm vụ của từng đội. Các đội đều đang bận rộn sắp xếp lại nhiệm vụ của đội mình. Nếu nói theo những gì chúng ta trải nghiệm thì không quản lý được trình tự. Sau đó cần phải giải thích hơi nhiều vì chúng ta đã đi quay lại rồi mà. Ai có thể làm nhanh được? Nếu làm nhanh thì tập trung vào đoạn giữa thôi. Vậy thì giờ cứ làm thế đi.
Trung Vệ nổi tiếng với con phố ăn vặt nên chúng tôi đã ăn 3 món ở đây. Chúng tôi đã nếm thử những thứ chưa từng ăn tại Hàn Quốc. Vậy thì giờ cứ làm thế đi. Vốn dĩ chúng tôi định đi đến Trung tâm Văn hóa Hải Dương Trung ương, nhưng vì chỉ được hoạt động ở trong thành phố Ngân Xuyên thôi nên không đến đó được. Vì vậy chúng tôi đã tìm hiểu tháp đá và tháp Hải Bảo ở đó và thấy chỗ tháp đá có bảo tàng. Nên chúng tôi định làm nhiệm vụ về nơi đó. Trưởng đoàn, người chăm chú lắng nghe các thành viên phát biểu, liệu có điều gì muốn nói với họ không? Nên chúng tôi định làm nhiệm vụ về nơi đó. Có vẻ các bạn đang muốn tìm ra những điều mới mẻ nên chưa biết phải làm gì. Việc quan sát những gì có ở đó là việc của khách du lịch. Họ đi du lịch, nhìn thấy cái này cái kia và trầm trồ. Đây là điều mà khách du lịch nào cũng làm. Nhưng các bạn đến đây để lên kế hoạch sản phẩm cơ mà. Vì vậy các bạn phải đi tìm có chủ đích. Ví dụ nếu là đồ ăn thì các bạn không thể đi qua và phát hiện những người khoảng 20 tuổi hay trẻ con thích ăn gì, mà các bạn phải cố gắng đi tìm hiểu. Mọi người cùng tổng kết lại những thiếu sót cho nhau. Vậy là ngày thứ 2 kết thúc.